Thực tế và cũng nói thật với anh Việt Lai với cô chú anh chị là trước đây thì cái Việt Nam mình thì nó cũng kém phát triển, cái điện thoại thông minh thì nó ít, internet cũng hạn chế, thì cũng không biết được là bên Mỹ như thế nào. Thế là nghe thấy các anh nói là, nói thật là ngày xưa em cũng tò mò lắm, em bảo trời ơi bên Mỹ sao nó lại sướng thế, cái gì nó cũng miễn phí hết, như vậy thì người dân quá sướng rồi gì nữa. Thế sau này khi mà có internet rồi, rồi bây giờ mình dùng điện thoại thông minh rồi laptop các Đấy. kiểu, xong em mới vào em tìm hiểu, thì em mới phát hiện ra một cái điều là hội này á, nó không những á, nó lừa dối chính bản thân nó mà nó còn lừa dối cả đồng bào nó luôn, cả đồng bào, cả dân tộc, cả những người cùng cùng gốc với nó. Cứ mỗi mùa tranh cử anh thấy không, bọn nó chia làm hai phe, xong bắt đầu nó chửi nhau đấy, nó chia làm hai phe, nó giống như kiểu bọn trẻ con Việt Nam ngày xưa anh, bọn như bọn em còn nhỏ hay chơi cái trò đánh đánh trận giả, nó giống như kiểu chia làm hai phe đó. Đấy, nó chia làm hai phe, xong bắt đầu là nó phi vào nhau, thì bên này thì bảo mày mày ngon mày đụng vào tao đấy, mày bên kia bảo mày mày giỏi thì mày mày đụng vào tao đấy, rồi cuối cùng là hai bên kêu bây giờ thằng nào đụng trước thằng đó làm cha, rồi cuối cùng đâu có thằng nào đụng trước đâu. Bởi vì sao? Bởi vì thực tế nó sang Mỹ ấy, thì nó có dốt đến đâu nó cũng hiểu được luật pháp của Mỹ, là cái vấn đề đó là vi phạm pháp luật, nên đâu đâu nào dám đâu đứng chửi nhau chơi vậy, mà rõ ràng cũng vài ba, ít thì cũng phải 30 40 tuổi trở lên đó, cũng 30 40 cái xuân xanh rồi đấy, cũng ăn bao nhiêu cái mùa trăng rồi chứ đâu phải là ít đâu. Thế nhưng mà nó phơi bày ra được cái bộ mặt đó là gì, đó là vì quyền lợi. Những người mà ủng hộ bên này thì cho rằng là khi cái người của cái đảng đó lên thì sẽ đảm bảo quyền lợi cho họ, còn những người theo đảng bên kia thì cũng cho rằng là cái ứng cử viên của mình lên là sẽ đảm bảo quyền lợi cho mình. Thế thực ra nó đâu có vì cái gì đâu, nó vì quyền lợi hết, tất cả nó đều vì quyền lợi thôi. Thì ngày hôm nay cái vụ mà cái nhóm mà Kỳ Nhông với Kỳ Lân, hai cái nhóm đi 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 chửi rủa nhau ấy, đi tố cáo nhau này. HO có cộng sản trà trộn Ở đúng đấy 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 đấy, thế là mục đích của nó cũng là gì, để hạ bệ nhau. Có nghĩa là cứ em thấy cứ đến cái mùa bầu cử này á, là như các cụ mình ấy là bảo là thôi thì chuyện tốt thì phô ra, xấu xa thì che lại chẳng hạn, hoặc là đừng vạch áo cho người xem lưng. Đây bọn này nó cởi chuồng tuốt đấy, cởi ôi hết, cởi từ trên xuống dưới, nó đập đấy. nhau không thiếu một cái trò gì luôn, Thì hồi nó nãy lúc bẩn bựa cỡ đó luôn. lúc đầu mình có nói đó, cái mùa này là cái mùa bắt đầu tụi nó dạch ra, mà tụi nó dạch ra những cái xấu, nó lột sạch ra để nó phang nhau, mà cơ hội mà bình thường thì đâu có cơ hội đâu mà phang, phải phải kiếm có cái chuyện gì đó đấy. Còn bây giờ nè đó, bây giờ bầu cử nè, bên này bên kia tụi nó bắt đầu nó phang nhau, nó chửi, nó tè le tét lét hết luôn, vui lắm. Mà em thấy cũng vui thật, thực tế cũng vui. Nếu mà nói chính xác thì sau một thời gian tìm hiểu và nghiên cứu thì em thấy là thương thương mấy cái anh ấy hơn, chứ không phải là đáng trách đâu, thật đáng thương nhiều hơn. Bởi Đi tội. vì đối với cái người mà đã gọi là, em cũng khẳng định một điều đó là ở bất kỳ một quốc gia nào cũng vậy, nếu như anh có cái điều kiện mà đặc biệt như ở Việt Nam mình, đó là lúc nào cũng ổn định, không có cái vấn đề này vấn đề kia về an ninh trật tự, thì các anh tự do các anh phát triển. Thì nếu như anh mà có đủ cái khả năng tiềm năng đúng không, thì anh vẫn phát triển tốt thôi. Còn nếu như anh cảm thấy mà anh muốn ra một cái môi trường mới nữa, nó mong muốn anh cái cá nhân của anh hơn nữa, thì anh vẫn có thể là anh đi, nhà nước cũng đâu có cấm cái vấn đề đó. Thế nhưng ở đây khi mà các anh đã sang bên đó rồi, cái cuộc sống của các anh thì chưa đến đâu đúng không, suốt ngày là than thở, mà lên than thở đâu có phải than thở không đâu anh. Thế nhưng cái hội này nó có một cái thói quen đó là đi quyên góp, cái gì nó cũng quyên góp hết. Như thằng Phin Đồng á, thằng Phin Đồng được vừa rồi thì không biết là do ai kiện, thế nhưng mà hồi nó chửi á, thì nó chửi toàn tiếng Việt. Thế nhưng một trong những cái nhân vật đó là Vương Phạm á, thì em có để ý một clip đó là Vương Phạm á, là khi mà người ta nó làm cái hồ sơ nó gửi cho tòa, là Vương Phạm đã dịch hết các cái nội dung đó sang tiếng Anh đấy, nó dịch hết sang tiếng Anh luôn, xong nó kèm theo cái hồ sơ nó gửi tòa án, thế là dính trưởng ngay. Thế là bắt đầu về lại kêu gào quyên góp đúng không, đó tự do đó, có nghĩa là anh tự do là anh nói tiếng Việt thôi,
anh nói tiếng Việt, có nghĩa là người Mỹ người ta không hiểu, người ta nghĩ người Mỹ người ta nghe cái anh nói người ta kêu chắc mày chắc thằng này nó đang chào mình đây, hay là nó đang hỏi thăm sức khỏe mình đây, đúng không? Thì nó có nói là chuyện bình thường, chứ còn ông cứ thử phát chiêu các kiểu coi, đúng không? Nó chả đấm nhau thì không trượt phát nào, làm gì cái chuyện sang Mỹ mà đòi làm cha thiên hạ, mà trong khi đó ông thì cũng không tài năng giỏi giang gì, mấy cái ông đó làm gì có tài năng giỏi giang gì. Đúng không? Bản thân còn lo chưa xong nữa thì lấy cái gì mà đi dạy cho người ta, mà có một cái nhóm nhỏ với nhau mà suốt ngày lôi ra chửi nhau rồi nhục mạ nhau rồi bêu xấu nhau rồi các kiểu, có nghĩa là tìm mọi cách để hạ bệ nhau, thì tự hỏi là nó mà lãnh đạo đất nước Việt Nam mới được như ngày hôm nay không? Em nghĩ là đánh nhau miết thôi, cũng giống như Myanmar đó, mấy chục đảng nó cũng đấm nhau suốt ngày thôi, các nước đầy, đúng không? Nó không thiếu gì cái tấm gương để chúng ta nhìn ra, mà mấy cái thành phần đó trong ông bé ơi, cái lúc mà nó mới đưa cho nó mới đưa anh em ông Ngô Đình Diệm đi chầu rìa cái là bắt đầu nó cái gì đó nó đấu đá cấu xé nhau quá trời quá đất luôn á hả? Dạ đúng rồi anh, nó còn thêm bao nhiêu cuộc cưới nữa chứ, đảo chính nữa chứ, búa xù sau này là khi Mỹ người ta đứng ra người ta dàn xếp, bắt đầu là Nguyễn Văn Thiệu lên với đỡ, chứ còn trước đó là ông nào cũng muốn lên hết, trước ông đó nào cũng muốn lên nên là đấm nhau tan nát. Bởi vậy là quyền lợi của nước Mỹ người ta bị ảnh hưởng, là người ta đứng ra người ta dàn xếp chứ. Chụp thấy không, cái gen của tụi nó y chang nó không có thay đổi được. Hồi thời xưa mình thấy làm sao, bây giờ qua bên Cali ở Bonsa nó y chang vậy, mà không phải ở Bonsa đâu nha, ở trên nước Mỹ này á, nó có nhiều cái thành phố lớn, thì những cái thành phố lớn nào mà có nhiều người Việt Nam ở thì tất nhiên cái cộng đồng ở đó nó sẽ bầu ra một cái ông giống như là kêu là gì ta, gì ông trưởng cộng đồng đó vậy đó, chủ tịch cộng đồng, bên đây kêu chủ tịch cộng đồng, thì cộng đồng lớn cộng đồng nhỏ gì cũng bầu ra ông chủ tịch cộng đồng, thì để chi, để thí dụ như Tết Nhất hay là gì happy birthday cái gì đó ông gì du gì đó rồi những cái đó mà nội mỗi một cái nhỏ đó thôi nha, không có liên quan gì tới ra ngoài dòng chính trị đồ này kia nha, chỉ bầu một cái chức chủ tịch cộng đồng lóc cóc len ken để cho cái người Việt Nam mình vậy thôi đó, mà nó cũng môi móc, nó đâm chọt với nhau, gửi thư nặc danh, hù dọa nhau, đó, nó tới như vậy luôn, dã man lắm. Mà khi mà chỗ nào mà đông đông lớn lớn rồi, bắt đầu giống như bên Bonsa hay là bên Washington DC, mấy cái cộng đồng khá khá rồi một cái rồi, trời ơi, thấy không, nó y như cái nồi cắm heo. Nó tìm mọi cách nó kéo xuống, thay vì người ta muốn cái cộng đồng mạnh ngang ngửa với những cái cộng đồng bạn, chẳng hạn như là Mỹ thì khỏi nói rồi, tụi Mỹ nó mạnh lắm, chẳng hạn như là cộng đồng Trung Quốc, cộng đồng Philippines, cộng đồng người Hơ Mông, người Lào gì đó, thì người ta phải đoàn kết với nhau, người ta phải có tiếng nói, đoàn kết với nhau mạnh, thì những cái ở trên người ta nhìn xuống á, thí dụ như những cái cấp cao hơn ở cái thành phố đó, người ta nhìn xuống, ta nói à cái cộng đồng này dân chúng chịu khó làm ăn nè, phát triển nè, nó bắt tay bắt chân với nhau, nó đoàn kết với nhau nè, nó phát triển mạnh, thì ở trên người ta mới rót chẳng hạn như là đầu tư chỗ này chỗ nọ, thí dụ khu vực trường học ở đó, người ta mới thí dụ như ông thống đốc đi, ông thấy ở cái cộng đồng Việt Nam ở bên Westminster, ở bên Bonsa nó đang phát triển mạnh, nó đoàn kết với nhau, phát triển mạnh, kinh tế bà con làm ăn ngon, thì xin cái gì ở trên nó nhìn xuống nó cũng giải quyết dễ dàng hơn. Đợt này không, thấy ông này lên bầu cử đùm má coi bộ thằng này đợt này nó thắng á, bắt đầu kiếm cách kiếm chiêu tụi bay chơi nó, lôi đầu nó xuống cho tao đó, rồi bắt đầu phá rồi bên kia thằng kia lên, bên đây phá lại, đây nó cứ đạp với nhau như vậy thì làm sao mà phát triển nổi, nửa thế kỷ rồi
Đó chỉ nhiều đó. Đó, Trung thấy không? Quay qua quay lại nửa thế kỷ chẳng luôn đó, nó chỉ nhiều đó, không phát triển thôi. Không, cũng đúng rồi anh. Không, nhưng mà em lại có một cái suy nghĩ riêng như thế này. Bây giờ đó thì Hoa Kỳ là hợp chủng quốc Hoa Kỳ, thì cái người gốc da trắng thì dĩ nhiên là chiếm đại đa số, đúng không ạ? Thế thì còn các cái cộng đồng khác đó, thì theo em nghĩ là nếu như mà Chào ba chị cái Cao tổ Hoàng cộng, Lan. dạ, chào chị Cao Hoàng Lan, có nghĩa là theo cái nghĩ hẹp á, theo nghĩ hẹp có nghĩa là cái ích kỷ hẹp hòi á, thì bao giờ người ta cũng mong muốn cho các cái cộng đồng khác á, nó không có đoàn kết được. Bởi vì sao? Bởi vì người ta sống trên một cái mảnh đất nào đó hoặc một cái vùng nào đó, thì dần dần thì con cháu người ta cũng phải sinh sôi nảy nở, đúng không? Dân số nó tăng. Thế thì khi mà cái dân số đó nó tăng lên mà các anh càng đoàn kết bao nhiêu, thì có thể nó đe dọa đến quyền lợi của những người Mỹ da trắng bấy nhiêu. Thế nhưng ngược lại đó, thì nếu như mà các anh cứ chia năm xẻ bảy thì nó cũng rất có lợi. Theo em nghĩ là về nghĩ hẹp nó là như thế. Còn giống như anh nói về một nghĩa nào đó trên một cương vị của một quốc gia, thì người ta đều mong muốn cho quốc gia mình là ổn định, đúng không anh? Đặc biệt là cái đoàn kết của người dân á, giống như ở Việt Nam mình hay 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 có một cái câu nói Bác Hồ để lại mà mang ý nghĩa đến tận Chào ngày hôm bạn nay, Vũ đó là Hoàng gì? Giang. Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công đó. Có nghĩa là nếu mà chúng ta đoàn kết thì việc gì chúng ta cũng có thể làm được. Thì với một cái vai trò như nhà nước đi, thì chắc chắn là người ta cũng sẽ có một cái suy nghĩ rất là đơn giản, đó là gì? Đó là nước Mỹ thì không thiếu cái gì, chính xác là như thế, kể cả về tiền. Thế nhưng quan trọng là mày phải ngoan, đúng không? Thế quan trọng là mày phải ngoan, phải biết nghe lời, thì tao với lâu lâu thế này thế nọ. Chứ còn mà cứ cái kiểu mà như thế này như thế kia đấy, đúng không? Thì làm gì có cái vé đó, mà cái hội đó nó tự xưng đủ các kiểu hết, ví dụ như là nó xưng tới tận hoàng đế rồi, cái cân quái gì ba cái chức chủ tịch cộng đồng với lại cái gì đó xưng hết tổng thống luôn, thằng nào cũng xưng hết Nó đòi lên làm cha thiên hạ luôn rồi. đó. Thế thì cái hội này nó cũng rất là buồn cười, nhưng mà nói thế thôi anh ạ, nói chính là em thấy thương nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì bao nhiêu năm nay rồi cũng gào thét các kiểu rồi đấy, cũng rạch mặt ăn vạ rồi, cũng chả làm được cái gì cả. Thế thì đến ngày hôm nay đó thì cũng có nhiều nhiều anh gọi là trước mắt thì về mặt hình thức, về mặt bề ngoài thì có thể ở đâu đó là quay 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 xe đấy. Thế nhưng mà trước mắt là chúng ta mới nhìn về cái bề ngoài nó là như thế, còn cụ thể ở phía trong thế nào thì chúng ta chịu, bởi vì tư tưởng của mỗi người chỉ có những người đó người ta mới biết được thôi. Thế nhưng ít nhiều đi chăng nữa thì em cảm nhận được là nếu như mà ngày hôm nay Việt Nam chúng ta mà không phát triển, không đang trên đà phát triển, không là cái nơi để hội nhập, không là cái nơi gọi là để mà phát triển, thì chắc chắn người ta cũng cũng, cũng quay đầu quay đít gì đâu. Thậm chí là người ta còn còn quyết liệt hơn đấy, chứ không phải là ấy đâu. Bởi vì nếu chúng ta vẫn nghèo đói này, đúng không? Vẫn lạc hậu này, vẫn thế này thế nọ, thì chắc chắn người ta phải ra rả hơn nữa, người ta phải tìm mọi cách hơn nữa để gì? Để kích động người dân trong nước để tiến tới Đúng bạo rồi, tình bạo loạn, nó phá lật cho mạnh đổ, luôn á. nó phá cho banh luôn. Mà cái hội này đúng như anh nói luôn, là bao nhiêu năm này nó là gì, nó không ăn được nó đạp đổ, Đập đổ. đúng bạn, đúng là không ăn được nó đạp đổ thôi. Đó là cái mà em thấy là cũng kỳ lạ, nhưng mà cũng không phải là kỳ lạ cho lắm, bởi vì đó nó là bản chất rồi. Những cái thành phần này nó thường là ghen ăn tức ở nhau ấy, nó cứ thấy người này được một tí thì bắt đầu nó chửi đã không được là nó lấy một cái lý do duy nhất mà từ xưa đến nay nó luôn gán, đó là gì? Nó đổ cho những cái người này là cộng sản làm phục đấy, là cái gì gì đó, đúng không? Đó Hoặc là là vũ khí, mà vũ khí của tụi nó là chụp mũ với sao không mày về Việt Nam đi. Là vũ khí của mấy ông chống cộng là vậy đó, mà một là chụp cho cái mũ cộng sản, hai là vậy đuổi về Việt Nam khổ lắm, đi đục lịch là bị đuổi về Việt Nam chán ghê vậy à, đó. cứ cứ hở ra là bị đuổi đúng Ở nghĩa là bị đuổi, không biết sao đây. ở Mỹ thì hở ra là bị đuổi, còn ở Việt Nam thì nó gọi là bưng bô Bình đấy, bồ. hoặc là dư luận viên ba củ đấy. Đúng rồi, bà cụ.
Trên cái hộ này em nói thật với anh, đi sâu cái hộ này nó thực ra nó cũng chả có gì đâu anh ơi, nó toàn là thùng rỗng kêu to thôi, ngày ngày nó lên mạng nó ra rả thôi anh thấy không. Có nghĩa là cái chiêu bài ngày xưa nó dọa nhiều người sợ nha, ngày xưa nó hay dọa theo cái kiểu là nó sẽ làm đơn, nó gửi FBI rồi nó trục xuất về Việt Nam anh. Mấy người yếu bóng vía là sợ lắm đó. Nó sợ, nó sợ lắm. Thế xong bắt đầu là cái đợt vừa rồi Phiên Đồng á, Phiên Đồng á nó cũng chơi đúng cái chiêu đó, nhưng nó không có hiểu được là gì. Bây giờ là người ta ở Mỹ lâu ngày, người ta rành rồi, người ta biết hết về luật rồi. Biết luật rồi, đâu phải dễ gì mà trục xuất đâu, đúng không? Người ta không vi phạm pháp luật Mỹ thì trục xuất cái gì. Thế là Phiên Đồng đợt vừa rồi chơi lại đúng cái chiêu như vậy, đòi trục xuất gia đình nhà Phương Phạm đó. Chính xác luôn á. Thế nên là với ở đó, thế nên là bây giờ nó với cái hậu quả như ngày hôm nay. Thế là tóm lại là cháu nó cũng rén rồi, nó cũng biết rồi. Thế bảo đâu là cũng bị nhốt đâu 2 ngày, sau đó là nó cho bảo lãnh, đóng tiền bảo lãnh tại ngoại. Thế rồi bắt đầu nó về, nó chờ không biết là khi nào xét xử thì không biết. Thế nhưng mà cũng đang theo dõi, thì cũng chả hy vọng, em nói thật, thằng Phiên Đồng thì em chả ưa gì nó đâu, về cá nhân thôi chứ không phải là về. Mình lên mình cũng thấy mấy lần lên mạng nói mà làm sao á, mình nhìn cái mặt của thằng đó với kiểu cách nó nói, mình không thể nào mình can đảm mình ngồi mình nghe được vài phút. Trung ơi, nghe nó nói chừng vài câu, cái kiểu cách nó nói chuyện với cái mặt của nó là mình đi ra. Mình đi ra xong rồi mình để lại chừng 1-2 câu cái rồi xong rồi mình đi ra, chứ mình không có ngồi đó mà mình nghe nó nói được. Đó nhìn chịu không nổi đâu. Cho nên không quan tâm á. Rồi xong rồi cũng nghe nó kiện, nó đòi thưa kiện gì thằng Vương Phạm gì đó, thấy người ta làm ăn ba này kia nọ thì cũng nè. Thì cũng toàn là ăn không được đập đổ đó, cũng cái kiểu mà gánh ăn tức ở. Gánh ăn tức ở, dạ đúng rồi. Thấy người ta làm được, mình làm được cái. Rồi cái đòi phá người ta, mà không ngờ mẹ gậy ông đập lưng ông. Phải ngu không? Mà đừng có tưởng giỡn nha, làm cái kiểu đó. Bên Canada thì không biết cái luật nó không có rành lắm, nhưng mà thí dụ như bên Mỹ đi, mà báo hại sao mà không có quốc tịch quốc tung mà quậy quậy kiểu này, coi chừng nó tống cổ mẹ nó về Việt Nam, lúc đó báo hại nữa. Lại ngon nha. Mẹ cái thằng đó. Có khi cháu nó về Việt Nam mà lại ngon đấy. Ôi ôi ôi, về Việt Nam thì thôi, mấy anh mấy chú mấy bác chăm sóc cho mà chu đáo. Em nói thật với anh chứ, nói thì em nói thì nó có thể là trên không gian mạng nó trở thành là tiêu cực. Nó chính xác, nó là tiêu cực. Thế nhưng mà em nói thật, đúng những rồi, cái thành đó, phần, những cái thằng Phiên Đồng ấy, chịu nói. Với lại thằng Trương Quốc Huy, bây giờ em nói với anh, nó mà bị trục xuất về thì nếu mà lực lượng an ninh mà người ta bảo vệ không tốt, có khi là người dân người ta tiễn nó theo diệm nhu luôn. Đấy. Em nói thật, chứ đừng có nói không cần đến phải ấy. Không cần phải nữa, bởi sao? Bởi vì là thực tế là mà nói cũng nhiều anh em mình là đăng ký nó, không phải là hâm mộ nó, mà ý là đăng ký để xem nó nói cái gì. Rồi từ đó là mình mới thấy được, một là cái nhận thức của nó và những người mà theo dõi nó là như thế nào. Đó là cái chiều hướng, cái xu hướng, cái biểu hiện đấy, về tâm lý, rồi biểu hiện về bản chất nó như thế nào. Đấy, mong muốn của những người đó là như thế nào. Còn lại là bao nhiêu người lên nghe nó nói anh. Bây giờ em nói đơn giản như thế này thôi. Nó bảo là nó đi làm 1 ngày $50, ok em đồng ý 1 ngày $50, kể cả 100 đô cũng được. Thế là một tháng nó là 1.500 hoặc là 3.000 đô đi. Thế thì bây giờ anh ở bên Mỹ thì anh là công dân Mỹ, là anh thực tế nhất này. Thế bây giờ anh trả tiền nước có phải bằng đô không? Anh đổ xăng có phải bằng đô không? Anh ăn uống có phải bằng đô không? Đúng không? Tất cả đều bằng đô. Anh đóng thuế cũng bằng đô. Thế thì bây giờ đối với mỗi một quốc gia đó, thì người ta có mức sống khác nhau. Thậm chí trong một quốc gia thôi, giữa cái bang này với bang kia, hoặc ở Việt Nam mình là tỉnh này với tỉnh kia thôi, hoặc là thành phố này thành phố kia thôi, nó đã có cái sự chênh lệch nhau về mức sống rồi. Đấy, ví dụ như ở các cái vùng miền biển chẳng hạn, thì cái đồ hải sản bao giờ nó cũng rẻ hơn ở các cái vùng núi. Cái điều này nó rất là dễ hiểu. Thế nhưng mà nó lên nó nói, thế em hỏi nó, không lẽ là nó một ngày nó kiếm 50 đô xong nó nhét luôn 50 đô vào mồm, nó giữ ở trong đó, nó không ói là tí nào, đúng không? Cái đó là dễ hiểu thôi, nhưng mà nhiều người là cứ mơ mộng là nghe nó nói vậy, ôi trời ơi, 50 đô mà đổi ra tiền Việt là được nhiều lắm đấy, nha. Đấy, 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 đấy. Đấy, cái kiểu là như thế. Thế nhưng mà thực ra không hiểu là gì. Nó làm bằng đô thì nó phải tiêu bằng đô chứ. Không lẽ nó làm bằng đô xong nó đổi ra tiền Việt nó tiêu à? Nó dở người như vậy. Như vậy mà bởi vậy mình cũng còn
nhiều khi cũng buồn có cái sao mà còn ở bên Việt Nam còn nhiều người dễ tin quá. Nhiều người nhảy vô nghe cái đám nó nói, nhiều khi mình cũng buồn sao mà nó nói là tin quá đi. Giống như có nhiều ông ở bên Việt Nam nhảy lên nhiều diễn đàn, tôi muốn đa đảng, rồi xong rồi cái người ta hỏi anh nói cho nghe thử coi đa đảng được cái gì, giải quyết cho anh cái gì này kia. Đa đảng được miễn phí cái này, đa đảng được miễn phí cái kia, đa đảng được lo cho gì quyền lợi gì ở trời ơi ba 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 ba. Mình nói sao mà mấy đại ca này ở Việt Nam mà làm sao biết được, ở bên Mỹ này đa đảng là được lo cái này được lo cái kia, ở đâu ra mà được, ai lo cái này kia, ở đâu ra mà tiền trên trời rơi xuống à. Vậy là cái câu mà cứ qua Mỹ mà nằm nhắm mắt hả họng đô la nó rơi vào mồm thôi là có thật à. Nó hài. Có chả hiểu gì cả. Đấy. Cứ ra đường thấy cây ATM nào thì bốc cây đó đi là chắc chắn là có tiền. Ừ, đó giống như bữa Vietcry đưa lên mới mấy cái video đó. Thì chắc chắn là có tiền, không tránh đâu được. Thế nhưng ở đây anh thấy như này này, có nghĩa là em cũng gặp nhiều anh em người ta đòi đa đảng rồi. Em gặp nhiều rồi. Thế thực ra thì em có hỏi, em cũng hỏi nhiều vấn đề đó. Thế nhưng mà trong đó là cũng có vấn đề như anh nói, đó là cái vấn đề mà về mà cái an sinh xã hội á. Thì về cơ bản là những người có công ăn việc làm ở Mỹ là đều phải đóng tiền thu thuế thu nhập cá nhân, đúng không anh? Đúng rồi. Thì nó giống như kiểu gì? Giống như kiểu cá nhân anh bỏ heo tiết kiệm vậy. Sau khi anh về già hoặc anh bị bệnh hay cái gì đó, nó sử dụng chính cái đồng tiền đó của anh đóng vào, nó lo ngược lại cho anh. Có nghĩa là giống như kiểu anh đóng một khoản tiết kiệm để sau này anh lo cho bản thân mình thôi. Còn ở Việt Nam á, thì các ông làm 10 có khi các ông ăn mẹ hết 9 hết cả 10 rồi, không có đóng được cái số thuế nào đâu mà các ông đòi là nhà nước phải thế này thế kia, đúng không? Thế nhưng mà đúng thực tế ở Việt Nam mình chẳng hạn như nghèo hay các thứ thì vẫn được ý bình thường thôi, có tượng theo mức